Quý vị thân mến, không chỉ có bánh kẹo, thực phẩm mà ngay cả gạo và quần áo cùng với cả đồ trang trí nội thất cũng là những đồ dùng được đông đảo người dân tìm mua trong dịp Tết Nguyên Đán ạ. Vâng ạ, và đây cũng là lý do khiến cho không khí mua sắm những hàng quán nói trên trở nên sinh động vào những ngày cuối năm. Nhà máy chế biến gạo này nằm cặp lộ Dòng Cung thuộc địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều. Do vừa bán sỉ cho đại lý, vừa bán lẻ cho người tiêu dùng, nên những ngày qua, nơi đây luôn thu hút rất đông người dân trong và ngoài địa bàn thành phố đến mua để dành ăn Tết hoặc tặng cho người thân, khách hàng và hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp xuân về Tết đến. Mua để dành Tết ăn á, 3 ngày 25 kg. Thì mình mua một tấn, tặng mỗi hộ vậy là 1 kg gạo và ít nhu yếu phẩm, tùy theo mình vận động được, năm nào tính năm nấy. Không chỉ có gạo, thời điểm này, số lượng sản phẩm bán ra của các cửa hàng bán đồ trang trí nội thất cũng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Tuy không phải là hàng quá thiết yếu, nhưng việc sắm thêm hoặc mua mới những món đồ như là bàn, ghế, tủ, giường hay bàn thờ trong thời điểm năm cũ bước sang năm mới cũng là một trong những ưu tiên lựa chọn của người dân. Tăng lên khoảng mức độ từ 5 đến 7 lần so với ngày thường. Cái mặt hàng này á là cái mặt hàng xài sau cùng của cái nhà, giống như là đợi thưởng Tết đồ mọi thứ, khi mà có cái nguồn tiền Tết đó, người ta sẽ mua sắm để ăn Tết. Còn đây là không khí lựa chọn giày dép và quần áo tại một số cửa hàng trên đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Mặc dù không phải là giờ cao điểm trong ngày, nhưng với số lượng khách hàng ghi nhận được trong thời điểm hiện tại cũng đủ để nói lên nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Đặc biệt không chỉ có người dân thành phố mà nhiều khách hàng từ tỉnh Hậu Giang cũng có mặt để tìm mua cho con em mình vài bộ đồ để đón mừng năm mới. Tại vì em cũng đi làm nên chỉ có rảnh ngày Chủ nhật sắm quần áo với giày dép, với những đồ cần thiết xài trong gia đình như thực phẩm thôi. Lúc này thì thời gian còn rảnh, giờ là mình đi thoải mái lựa đồ cho cháu hơn, để vài bữa nó cũng cận rồi. Bình thường là 10 thì giờ được 15, 1-2 ngày nữa thì khi mà những công ty xí nghiệp á, thì khi mà họ được nhân viên nghỉ Tết á, họ được lãnh tiền thưởng Tết á, thì cái sức mua sẽ tăng lên và số lượng khách hàng đến sẽ tăng đột biến hơn. Thời gian đang trôi rất nhanh như báo hiệu Tết đang đến rất gần. Cả một năm làm lụng vất vả, đây cũng là dịp để người người nhà nhà sắm sửa thêm những món đồ dùng cần thiết. Trong đó, có những đồ dùng không thể thiếu mỗi khi xuân về Tết đến. Còn đối với những người kinh doanh mua bán, thì đây là thời điểm vàng để tăng doanh số sau một năm chờ đợi.